Chào các bạn. Hôm nay mình đến thăm cái nhà vườn ở đường 10 Tân Niên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chuyên kinh doanh buôn bán cây cảnh các loại, đặc biệt là các loại cây xanh rất là tuyệt vời và đẹp mắt. Đấy. Từ hàng mini đến hàng khủng đều có và giá cả rất là phải chăng. Từ cây hoàn thiện đến chưa hoàn thiện đều có. Cho nên các bạn hãy quan tâm thì mình sẽ để cái số điện thoại ở trên tiêu đề của video để các bạn tiện tham khảo trực tiếp với gia đình. Bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn một số cây. Cây đã được cho ôm đá rất đẹp các bạn ạ. Toàn bộ phần khuôn của bệ rễ thì tầm khoảng 1,5 m đến 1,7 m các bạn, tầm cứ gọi tầm 1,5 m đi. Đây các bạn thấy thì các bạn cho vào cái chậu vuông to tầm khoảng 1,6 m, 1,7 m đến 2 m gì đó thì rất là đẹp các bạn nhé. Tất nhiên với những cây này thì đòi hỏi phải những cái nhà mà có sân vườn rộng. Đấy, nhà cao cửa rộng. Đấy, thì đặt vào sẽ rất đẹp và tôn vinh lên cái gia đình thật tuyệt vời hơn, sang trọng quý phái hơn, đẳng cấp hơn. Đấy các bạn thấy, tổng thể cây rất là ấm. Cái cây này thì cơ bản đã hoàn thiện các bạn ạ. À. Chưa được 100% nhưng mà cũng được khoảng trên 90% rồi các bạn ạ. À. Đấy. Tổng thể cây rất tuyệt vời. Mình giới thiệu tiếp tục cây thứ hai. Thân cây cũng rất mềm và đẹp. Đang tiếp tục chăm sóc và chỉnh sửa tạo bông tay, đã được cho ôm đá và cây cũng rất là đẹp, rất dáng dấp rất là tuyệt vời. Đấy, bệ rễ cũng tầm khoảng 1,5 m các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy tổng thể cây cũng rất ấm và rất đẹp cây. Chia sẻ với các bạn một số phôi rất là khủng và đẹp.
Đấy, với những ai thích chơi phôi khủng, nhà cao cửa rộng, sân vườn rộng, các bạn chơi những phôi khủng này về các bạn tiếp tục chăm sóc chỉnh sửa thì rất tuyệt vời. Hình thù bệ đế thì cũng rất là kỳ quái và đẹp mắt, cũng hình dáng giống như một con thú rất khủng. Các cái rễ đã bè ra bện với nhau rất đẹp. Đấy, các bạn thấy hình dáng giống một con thú đẹp chưa? Rất khủng, rất đẹp. Rất mềm. Đây là những cái đầu rễ mà trông nó già như cục đá các bạn. Đây là rễ cây. Cây trông em già như cục đá, thể hiện rất là năm tháng. Cho dù là chưa hoàn thiện nhưng mà trông cũng rất là đẹp mắt các bạn ạ. Đây là tổng thể của cây. Thank you.
các bạn thấy rất mềm, rất côn, rất già và cũng rất đẹp mắt. Đấy, tuy rừng chưa hoàn thiện nhưng mà phải nói rất ấm cây, rất đẹp, rất giá trị. Đã được cho ôm đá. Đấy, các bạn thấy tổng thể cây. Đấy, cây này thì vẫn đang ở trên xe. Trên xe kéo. Đấy, chắc chắn là cũng sắp sửa được di chuyển đến nơi ở mới của mình rồi. Đến chủ nhân mới rồi. Và trong này còn rất nhiều phôi. Đấy. Những cái phôi này cũng đang ở trên xe. Cũng đang chuẩn bị được để chuyển đến chủ mới đây. Bệ đã rất là trải dài, rất là đẹp. Với cái bệ này tầm khoảng 2 mét, hơn 2 mét cái bệ rễ này các bạn ạ, dài lắm. Chị làm vườn chị ơi. Vâng, em quay cái video chị nha. Chị cơm nước gì chưa? À, nấu rồi chứ chưa ăn à? Các bạn thấy những cái bệ thế rất khủng. Rất lâu lắm. Mà cũng rất đẹp mắt.
Đấy, thế thì ở đây thì cây còn rất là nhiều. Đấy, nhiều cây còn cũng rất là độc lạ. Đấy, nhưng mà thời gian cũng có hạn. Mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn. Cái phôi này để trông như một cái con voi khổng lồ. À, tương lai sẽ là một con voi khổng lồ đấy các bạn này.